chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Nghẹt thở trước những lá phiếu bầu cử cuối cùng quyết định vận mệnh nước Mỹ. Các nhà phân tích nhận định rằng cả Kamala Harris và Donald Trump đều đang đi trên con đường hẹp hướng tới chiến thắng. Dù ban đầu Trump có lợi thế trong cuộc đua giành 270 phiếu đại cử tri, nhưng lợi thế này đã suy giảm kể từ khi Harris tham gia. Bà đã nhanh chóng thu hút sự ủng hộ của đảng Dân Chủ và sự phục hồi sức mạnh chính trị từ những nhóm cử tri quan trọng như người da màu, thanh niên và phụ nữ, những thành phần đã góp phần vào các chiến thắng gần đây của bà. Hiện tại, bốn bang nghiêng về đảng Cộng Hòa đã trở thành chiến trường chưa chắc chắn: Michigan, Georgia, Nevada và Bắc Carolina, tổng cộng có 53 phiếu đại cử tri. Ông Trump hiện đang được ủng hộ ở 24 bang với 219 phiếu đại cử tri, trong khi Harris có 19 bang cùng với quận Columbia đạt tổng 225 phiếu. Những con số vẫn rượt đuổi xích sao từng giờ, từng phút, khiến cuộc đua càng trở nên khốc liệt. CNN đánh giá rằng 7 bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin cùng một khu vực tại Nebraska với tổng cộng 94 phiếu đang trong tình trạng mờ mịt về kết quả. Nhiều chuyên gia đồng tin rằng 3 trong số 7 bang này sẽ quyết định cuộc đua. Pennsylvania với 19 phiếu là bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất. Chiến thắng ở đây sẽ mở ra con đường thuận lợi cho ứng viên. Harris cần giành chiến thắng ở Pennsylvania và thêm tối đa 2 hoặc 3 bang chiến trường nữa để đảm bảo chiến thắng. Ngược lại, nếu Trump không thắng ở bang này, ông sẽ gặp nhiều khó khăn, dù có thể chiến thắng ở Arizona, Nevada, Michigan và Wisconsin. Pennsylvania, Georgia và Bắc Carolina sẽ là tâm điểm chú ý trong giai đoạn cuối cùng của cuộc vận động tranh cử. Cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự cạnh tranh rất sắc sảo giữa hai ứng viên tại những bang này. Trump đã từng giành chiến thắng ở Bắc Carolina trong cả hai cuộc bầu cử trước, trong khi Georgia là nơi ông đã thua Biden với cách biệt rất nhỏ. Trump cũng đang đối mặt với những thách thức tương tự. Nếu ông không thắng Pennsylvania, con đường đến Nhà Trắng sẽ trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, ngay cả khi thắng tại các bang khác, ông vẫn cần ít nhất 2 bang chiến trường bổ sung để bù đắp cho thất bại ở Pennsylvania. Cả hai ứng viên đều tập trung vào Pennsylvania mà họ coi là chìa khóa cho chiến thắng. Chỉ còn vài giờ nữa, kết quả sẽ được công bố. Cuộc đua giữa Trump và Harris đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Thăm dò mới nhất cho thấy Harris được 56% cử tri nữ ủng hộ ở Illinois, khiến Trump bực tức và cho rằng kết quả không phản ánh thực tế. Trong cuộc vận động gần đây tại Pennsylvania, Trump đã chỉ trích các cáo buộc gian lận bầu cử từ đối thủ, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Cùng thời điểm, Harris cũng lên tiếng bảo vệ tính minh bạch của hệ thống bầu cử trong bài phát biểu bế mạc tại một nhà thờ ở Michigan. Cuộc bầu cử đang thu hút sự chú ý của hàng triệu cử tri, với hơn 74 triệu người đã bỏ phiếu sớm trước ngày 5 tháng 11. Bắc Carolina cũng đã thiết lập kỷ lục về số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu sớm. Tình hình hiện tại cho thấy một cuộc đua kịch tính và không thể đoán trước. Trong cuộc đua cam go với ông Donald Trump ở các bang chiến trường, bà Kamala Harris đã có bước bứt phá đáng kể khi vượt qua ông trong một cuộc thăm dò mới tại Illinois. Theo khảo sát của Des Moines Register Media.com công bố hôm ngày 2 tháng 11, và Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47%, 44%. Nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri nữ, những người đã tạo ra sự chuyển biến quan trọng tại bang mà ông Trump từng dễ dàng chiến thắng trong hai cuộc bầu cử trước đó. Cuộc thăm dò được thực hiện với 808 cử tri tiềm năng từ ngày 28 đến 31 tháng 10, cho thấy một sự thay đổi rõ rệt so với tháng 9, khi ông Trump còn dẫn trước 4 điểm. Mặc dù cách biệt này nằm trong biên độ sai số 3,4%, nhưng nó phản ánh tâm lý đang thay đổi của cử tri Illinois, một dấu hiệu tích cực cho bà Harris trong những ngày cuối cùng trước bầu cử. Sự bứt phá này không chỉ mang tính quyết định mà còn làm gia tăng hy vọng cho đảng Dân Chủ trong cuộc chiến giành lại các bang quan trọng. Bà Kamala Harris đang chờ sự ủng hộ từ cử tri nữ, nhất là những người lớn tuổi và độc lập về chính trị đã leo hạng. Một cuộc thăm dò mới từ Des Moines Register cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 47%, 44% tại Illinois, một bang mà ông Trump đã từng chiến thắng dễ dàng với cách biệt trên 9 điểm vào năm 2016 và 8 điểm vào năm 2020. Tuy nhiên, chiến dịch của ông Trump đã phản bác cuộc thăm dò này, gọi đó là một ngoại lệ rõ ràng và nhấn mạnh rằng
một cuộc thăm dò khác từ Emerson College công bố cùng ngày cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris 10 điểm với biên độ sai số là 3,4%. Sự trái ngược giữa hai cuộc thăm dò này phản ánh sự không chắc chắn trong tâm lý cử tri Iowa, nơi bà Harris đang nỗ lực hết mình để thu hẹp khoảng cách và tạo ra sự thay đổi trong những ngày cuối cùng trước bầu cử. Trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra hết sức căng thẳng và Kamala Harris đang bứt phá vào phút cuối, đặc biệt tại các bang chiến trường. Theo cuộc khảo sát của Emerson College, ông Donald Trump dẫn trước bà Harris nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri nam giới và những cử tri độc lập. Tuy nhiên, bà Harris lại thu hút sự chú ý của cử tri trẻ, đặc biệt là những người dưới 30 tuổi, nhóm đối tượng mà bà đã nỗ lực để kết nối trong suốt chiến dịch. Trên toàn nước Mỹ, tỷ lệ ủng hộ giữa bà Harris và ông Trump đang cực kỳ xích sao, cho thấy cuộc cạnh tranh này ngày càng gay cấn khi cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra. Sự chuyển mình này có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử, khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào các bang chiến trường, nơi cuộc chiến đang diễn ra quyết liệt. Ở chặng nước rút này, bà Kamala Harris đang có những bước bứt phá quyết định, đặc biệt ở bang Iowa, nơi ứng viên chiến thắng sẽ giành được 6 phiếu đại cử tri quý giá. Cả hai ứng viên đều tập trung mọi nỗ lực vào các bang chiến trường như Bắc Carolina, Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, với mục tiêu giành đủ 270 phiếu đại cử tri để vào Nhà Trắng. 7 bang chiến trường, chìa khóa quyết định vận mệnh bầu cử Tổng thống Mỹ. 7 bang chiến trường đang trở thành tâm điểm chú ý trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, khi chúng có khả năng quyết định vận mệnh của các ứng viên. Những bang này bao gồm Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada và Bắc Carolina, chiếm tổng cộng 93 phiếu đại cử tri. Trong bối cảnh cuộc đua đang diễn ra xiết sao, sự cạnh tranh tại những bang này không chỉ gay cấn mà còn có thể thay đổi chỉ trong tích tắc. Với những cử tri còn do dự và tỷ lệ ủng hộ gần như ngang nhau, mỗi cuộc khảo sát đều mang lại thông tin quan trọng về tâm lý của người dân. Các ứng viên, đặc biệt là Kamala Harris và Donald Trump, đang nỗ lực không ngừng để thu hút sự chú ý và ủng hộ từ cử tri tại đây. Vì một chiến thắng ở bất kỳ bang chiến trường nào cũng có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc bầu cử. Sự tập trung vào 7 bang này không chỉ phản ánh sự phân hóa chính trị của nước Mỹ, mà còn cho thấy rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một trong những sự kiện quyết định nhất trong lịch sử chính trị của quốc gia. Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang dồn sức thuyết phục những cử tri còn do dự. Tuy nhiên, trong hệ thống bầu cử Mỹ, số phiếu phổ thông không quyết định người chiến thắng. Thay vào đó, để giành chiến thắng, ứng viên phải đạt được 270 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri. Điều này khiến 7 bang chiến trường trở thành tâm điểm chú ý vì chúng sẽ quyết định vận mệnh của cuộc bầu cử. Những diễn biến ở các bang này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử mà còn có thể định hình chính sách và hướng đi của nước Mỹ trong những năm tới. Các chiến dịch đang chạy đua để thuyết phục cử tri ở những bang quan trọng này, nơi mà từng phiếu bầu có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Trong bầu cử Tổng thống Mỹ, mỗi bang được phân bổ một số lượng phiếu đại cử tri tương ứng với đại diện của họ tại Quốc hội. Hầu hết các bang phân bổ phiếu đại cử tri cho ứng cử viên chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu toàn bang. Tuy nhiên, Nebraska và Maine là hai bang đặc biệt, thường chia sẻ phiếu đại cử tri, cho phép một ứng viên có thể giành được phiếu bầu ngay cả khi ứng viên kia thắng cuộc bầu cử tại bang đó. Do các bang khác đã có truyền thống nghiêng về đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa trong nhiều năm, cuộc đua bầu cử Tổng thống hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào 7 bang chiến trường: Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Những bang này được gọi là bang rung lắc, trở thành tâm điểm của cuộc đua, vì kết quả ở đây có thể quyết định vận mệnh của ứng viên trong cuộc bầu cử sắp tới. Sự cạnh tranh quyết liệt trong những bang này không chỉ thu hút sự chú ý của cử tri mà còn là nơi các chiến dịch vận động chính trị tập trung mạnh mẽ để giành chiến thắng. Các chuyên gia cho biết, 7 bang chiến trường đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bầu cử Tổng thống Mỹ khi chúng chiếm đến 93 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri. Sự tập trung này khiến những bang như Michigan, Pennsylvania, Arizona, Wisconsin, Georgia, Nevada và Bắc Carolina trở thành những điểm nóng trong chiến dịch tranh cử. Để giành chiến thắng, ứng viên không chỉ cần thu hút sự chú ý mà còn phải nỗ lực vận động cử tri tại những bang này, vì kết quả ở đây có thể thay đổi cục diện cuộc bầu cử. Sự cạnh tranh khốc liệt trong các bang chiến trường này không chỉ quyết định số phiếu mà còn có thể định hình tương lai chính trị của đất nước trong nhiều năm tới. Cụ thể, Arizona có 11 phiếu, Georgia 16, Michigan 15, Nevada 6, Bắc Carolina 16, Pennsylvania 19 và Wisconsin 10 phiếu.
Tổng số phiếu này đủ để một ứng viên giành được đa số cần thiết để bước vào Nhà Trắng. Theo ước tính, Phó Tổng thống Kamala Harris cần 44 trong số 93 phiếu này để giành chiến thắng, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump cần 51 phiếu. Sự cạnh tranh trong những bang này không chỉ quan trọng đối với từng ứng viên mà còn có thể định hình hướng đi của chính trị Mỹ trong những năm tới. Trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ, 7 bang chiến trường đang tạo ra những cuộc khảo sát đầy biến động và bất ngờ. Tại Wisconsin, Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước với các tỷ lệ ủng hộ từ 50%, 48% trong cuộc khảo sát của Maris, 50%, 47% từ CES, 51%, 45% theo CNN, SSRS và 50%, 49% trong cuộc thăm dò của Marquette. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump cũng không hề kém cạnh khi dẫn trước 49%, 48% trong khảo sát của Emerson và hòa nhau ở mức 48% trong thăm dò của Quinnipiac. Tình hình tại bang Nevada cũng tương tự, với bà Harris dẫn trước ông Trump 48%, 47% trong khảo sát của Emerson và 51%, 47% trong CES, nhưng ông Trump lại chiếm ưu thế 48%, 47% theo CNN, SSRS. Còn tại Arizona, ông Trump chiếm ưu thế với tỷ lệ 51%, 47% theo CES và 50%, 49% theo Maris, trong khi bà Harris dẫn trước 48%, 47% trong thăm dò của CNN, SSRS. Cuộc khảo sát của Washington Post, Strathcona School cho thấy sự phân hóa trong sự tin tưởng của cử tri vào hai ứng viên về các vấn đề quan trọng. Ông Trump dẫn trước về kinh tế và nhập cư, trong khi bà Harris chiếm ưu thế về biến đổi khí hậu, phá thai và tội phạm. Những dữ liệu này không chỉ phản ánh cuộc đua gay gắt, mà còn cho thấy rằng kết quả ở các bang chiến trường này có thể quyết định vận mệnh của cuộc bầu cử Tổng thống. Tỷ lệ sít sao giữa hai ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã làm tăng thêm tính chất kịch tính cho các bang chiến trường. Những bang như Arizona, Georgia và Pennsylvania không chỉ có số phiếu đại cử tri quan trọng mà còn thường xuyên thay đổi tỷ lệ ủng hộ giữa Kamala Harris và Donald Trump. Sự cạnh tranh gần như ngang ngửa trong những bang này cho thấy cử tri đang chia rẽ và từng phiếu bầu đều có thể quyết định vận mệnh của cả cuộc bầu cử. Với mỗi cuộc khảo sát cho thấy sự chênh lệch không đáng kể, áp lực lên các ứng viên và chiến dịch của họ càng trở nên lớn hơn, buộc họ phải tập trung nỗ lực tại những nơi này để giành lấy sự ủng hộ từ cử tri. Trong bối cảnh đó, 7 bang chiến trường chính thức trở thành tâm điểm của cuộc đua, với mỗi cuộc vận động đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc đua đến Nhà Trắng. Trong những ngày cận kề ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, tỷ lệ ủng hộ của hai ứng viên tổng thống trong các bang chiến trường đang diễn ra sít sao, tạo nên bầu không khí căng thẳng. Theo cuộc khảo sát của CNN, SSRS hôm 31 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước tại Bắc Carolina với tỷ lệ 48% so với 47% của cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ở Georgia, ông Trump lại chiếm ưu thế với tỷ lệ 48%, 47%. Tình hình tại Pennsylvania cũng không kém phần hấp dẫn khi bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 50%, 48% trong cuộc thăm dò của Maris, trong khi một cuộc khảo sát khác của Washington Post vào ngày 1 tháng 11 cho thấy bà chỉ nhỉnh hơn một chút với tỷ lệ 48%, 47%. Những con số này không chỉ phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt mà còn cho thấy rằng mỗi bang đều có thể quyết định vận mệnh của cuộc bầu cử, khiến các chiến dịch vận động trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tại bang Michigan, cuộc đua giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang diễn ra đầy kịch tính, với tỷ lệ ủng hộ sát sao. Trong cuộc thăm dò của Maris, bà Harris dẫn trước với tỷ lệ 51%, 48%, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri nơi đây. Tuy nhiên, không lâu sau, một cuộc khảo sát khác của Washington Post công bố vào ngày 31 tháng 10 lại cho thấy ông Trump chiếm ưu thế với tỷ lệ 47%, 45%. Sự biến động này không chỉ phản ánh tình hình căng thẳng tại Michigan mà còn cho thấy rằng cuộc bầu cử sắp tới có thể thay đổi chỉ trong tích tắc. Với cả hai ứng viên đều có cơ hội chiến thắng, bang Michigan tiếp tục là một trong những chiến trường quan trọng quyết định vận mệnh của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!